Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình có lên group á, thì thấy thằng Cu nó bót cái con máy Chicolor mà màu tím lè lè luôn. Thì lên trên đó thì có rất là nhiều bạn, khá nhiều bạn hỏi mình là làm sao để có được cái con Chicolor đó, mà con đó tên gì và làm sao để nuôi được cho nó lên được cái màu đó. Thì trong cái clip này mình sẽ giải đáp thắc mắc này cho mọi người luôn. Là con đó, mọi người điều đầu tiên mọi người nên nhận biết đó là con đó nó thuộc họ Borsemani Mani, và con Chicolor nó không phải là cái dòng của nó không không có cái dòng nào tên là Chicolor hết á. Con đó thực chất nó chính là con Butcher, nó tên đầy đủ của nó là mình sẽ để ở dưới á, có gì mọi người coi cái tên đầy đủ của nó chính là cái con từ con Butcher ra. Butcher mọi người hay gọi là Butcher Thunderbolt, là cái con mà hot bữa giờ đó đó, là con Chicolor đó, là nó từ con Butcher ra. Cái tên của nó, đầy đủ của nó đúng và chính xác nhất á, là Gerard Borsemani Butcher SP chấm tới Chicolor. Cái từ SP có nghĩa là special, mọi người, là đặc biệt á, là giống như là cái trong cái cá thể của con Butcher, là những con đặc biệt nó sẽ ra được cái màu Chicolor, là gồm 3 màu, thì sẽ đột biến thành là màu xanh hoặc là màu tím hoặc là màu đỏ. Có những con nó sẽ rơi vào màu vàng. Thì á, mình sẽ nói riêng về cái dòng Bosemani, cái dòng Bosemani là của Butcher. Mà trong dòng Bosemani đó nó rất là nhiều nhiều dòng khác, như là Blue Moon nè, Red Brick nè, mấy dòng đó mình sẽ nói sau. Thì cái clip này là mình sẽ nói về dòng Chicolor để cho mọi người biết rõ về nó như thế nào. Đó, điều đầu tiên là mọi người phải cần nhận biết là nó chính là con Butcher ra, từ con Butcher ra. Nó và con Butcher, Chicolor với con Butcher nó giống nhau á. Thì mọi người coi 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 tấm hình này nè. Sau khi mọi người coi xong tấm màn này nè, mọi người thấy không, nó giống như là cái mé càng của nó màu trắng. Mọi người coi đó, hai hai loại luôn đều có cái mé càng màu trắng. Nhưng nếu mà cái con Butcher đó mà nó lên cái lưng màu tím mà cái càng của nó màu xanh, thì người ta gọi con đó là con Butcher Thunderbolt. Nó rất là đẹp, nhưng chủ yếu á, do cái càng của nó thôi. Cái càng của nó màu xanh thì gọi là Butcher, nhưng mà cái càng của nó chuyển qua màu tím thì người ta gọi nó là Chicolor. Tại vì sao? Nó có tới ba màu. Chicolor là ba, chi là ba đó, color là màu, là gọi là ba ba màu. Ví dụ cái càng nó màu đỏ đi, cái gọi màu đỏ, cái chân xanh và màu trắng mé càng, cái đó gọi là Chicolor là ba màu, là vậy. Cho nên mọi người đừng hiểu nhầm là con Chicolor là cái con khác hoàn toàn, không cùng họ hàng với con Butcher và không cùng họ hàng với con Bosemani là sai. Con Chicolor từ con Butcher ra, nhưng mà nếu con Butcher mà nó giữ được cái càng màu xanh nha, không có một lem một màu tím hay là màu đỏ gì hết, thì nó là con Butcher. Nhưng Butcher anh em chơi là phẩm chất cao, là gồm cái lưng màu tím, màu đỏ và cái càng của nó màu xanh giống như cái clip này nè. Này á, cũng người ta gọi là con đó là con Butcher Thunderbolt. Nó quá đẹp. Và mọi người nên nhớ cho mình nha, nếu con Butcher cái lưng của nó màu xanh và cái càng của nó vẫn là màu xanh luôn, thì đó vẫn gọi là Butcher chứ không phải gọi là con màu nào khác đó, trừ khi cái lưng của nó mà nó quá gọi là sao ta, nó màu tím mà tím nhẹ, tím mà tím hơi hơi tím thôi đó, chứ không phải là tím đậm như cái clip mà hồi nãy mọi người vừa coi á, nó hơi tím thôi thì người ta gọi đó là White Samson. Mọi hiểu không? Bên Indo á, người ta đặt mấy cái tên đó để người ta nhận biết và dễ dàng buôn bán. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về nguồn gốc và xuất xứ từ cái con Chicolor mình có được á, cho mọi người biết. Thì hình như là vào năm nào ta? Năm 2018 hay là hình như là vào năm 2018 hay là cuối 2018, đầu 2019. Thì cái lúc đó là mình mới vừa comeback, mình quay về chơi lại tôm á. Thì mình đã chơi lâu rồi, mình chơi từ 2014, 2015 rồi. Và mình bỏ thời gian. Lúc đó mình đâu có tiền mình chơi đâu. Mình chơi mấy con cù bắp không à. Thế là cũng trong thời gian mình đi học đại học nữa. Cho nên mình mới bỏ. Rồi xong mình quay lại chơi. Khi có làm ra tiền rồi thì lúc đó mình mới quay lại mình chơi. Thì lúc mà mình chơi á, thì mình có quen, cái ngày xưa mình có quen được cái anh tên là anh Trường ở Gò Vấp. Anh gọi là dạng bậc thầy á. Bậc thầy cũng lai tạo sinh sản này nọ, cũng rồi lại cũng gọi là thứ dữ á. Thì mình có liên lạc với ảnh,
thì ảnh nó mới nói với mình đó là ảnh bỏ chơi tôm rồi và hiện giờ ảnh chuyển qua bộ môn khác. Thì mình mới nói là ủa bây giờ nếu mà anh bỏ anh còn dòng nào không, thì đưa lại cho em, share lại cho em để em lại gầy dựng em chơi. Thì anh mới nói là anh còn dòng ô teo nè, thì đó có ô teo, ô tiếp với lại con chicolo bút chờ, thì mình thích cho nên mình gom hết tất cả luôn. Từ đó là lúc mình vừa comeback mình quay lại bên chơi á, là mình lấy hết tất cả những dòng chicolo của ảnh hết luôn, dòng bút chờ của ảnh nó lấy mang mang về hết. Thì lúc đó là mình nó không có màu tím đâu mọi người, nó chỉ là màu xanh thôi, nó buồn cười, nó màu xanh thôi. Là để mình cho mọi người xem cái clip này. Đó mọi người coi cái clip đó xong mà mọi người là mọi người hiểu rồi đó. Lúc mình mang về á, nó chỉ là cái mực mình xanh, cái tràng của nó hơi tím thôi, nó không phải là màu tím như là trong cái clip hay là trong trong cái hình của thằng thằng cu mà nó post trên trên group đâu. Nó không tím gì đâu. Thì lúc mà mình mua về, mình lấy về á, mình nuôi thì mình cho ăn á, thì cho ăn bằng tomboy. Mình cho ăn tomboy á thì nó làm mất đi cái sắc tố màu xanh của nó hay sao á. Thì thật sự là mình cho nó ăn tomboy, hình như là cái chapter, mọi người có thể lên lên cái kênh của mình á, mọi người tìm cái chapter 6 và chapter 45 là nó đó, chung một cặp đó. Thì chapter lúc mà chapter 6 là hình như là 2019, tháng 1 2019 hình như vậy là chắc tháng 1 2019. Thì mình bỏ, mình mới vừa làm xong phòng lạnh thì mình đưa nó lên phòng lạnh mình nuôi và mình cho ăn tomboy, mà hình như nó lột gần 3 lần và ăn gần như 100% tomboy á, là gần như nó mất luôn cái sắc tố màu xanh luôn, nó chuyển qua một tím hẳn luôn. Mọi người coi thử cái clip mình là cái clip mà cháp 45 á đó, nó đỏ nó tím hẳn là hẳn hẳn luôn. Thì mình mới suy nghĩ là cái màu tím này là thứ mình có thể nghĩ, cái này theo kinh nghiệm mình nuôi nha, mình chia sẻ cho mọi người thôi, là nó có thể thay đổi theo thức ăn và nhiệt độ. Ngày xưa á, là anh Trường anh nuôi ở trong một cái hồ nông bộ nhiệt độ cao, nó 30 độ cũng 30 31 độ là chuyện bình thường, và anh cũng cho ăn thực vật ăn tùm lum tùm la hết. Thì nó không, nó giống như là cái clip hồi nãy mọi người coi đó, nó không có màu xanh như vậy, em xin lỗi mọi người, nó không có màu tím, nó chỉ là xanh hơi chớm tím thôi. Thì mình mới cho ăn bằng tomboy và đánh nhiệt vô cho nó trên núi, nuôi phòng phòng máy lạnh mà. Rồi sau đó nó mới lột qua 3 lần, nó mới làm giảm đi cái sự xanh của nó mới chịu qua màu tím. Và người á, cái dòng chicolor nè không phải lúc nào cũng màu tím đâu, không có, thật sự rất là, gọi mình dùng từ hiếm á, hiếm lắm. Từ đó giờ mình thấy chắc chỉ có mình Việt Nam mình có thôi, còn làm chưa thấy, ngay cả gốc gốc Indo còn không có mà. Indo á nó chỉ có làm chi có lo màu đỏ mọi người, màu đỏ về màu rainbow, rainbow rồi cái bảy sắc màu vàng, cái phần càng của nó màu màu vàng vàng, màu đỏ, màu tím, nó buồn cười giống như bảy màu vậy á. Mình sẽ đẩy cái clip cho mọi người coi. Mr. Rainbow Color. Đó mọi người coi, mọi người thấy được cái rainbow nó buồn cười lắm. Cái màu của nó là kiểu vàng vàng á. Thì cái lô sắp tới á là mình về nè, là hàng chi có lo là không có chi có lo màu tím mà tím lè, tím khủng khiếp, tím cực phẩm như cái clip mà chapter 45 của mình đâu, không có đâu. Nếu mọi người coi kỹ á, cái càng của con chapter 45 á là cái càng của nó vẫn còn hơi xanh nha mọi người, chứ không phải là tím thẳng như con máy đâu nha. Nó vẫn còn hơi xanh đó, nó không có tím tím hẳn như con máy đâu. Thì cái lô hàng mà của Indo mình sắp sửa về nè, nó thuộc dạng là chi có lo màu đỏ. Mọi người coi thử đây, đó cái clip mình đẩy cho mọi người coi nè. Đó mọi người thấy không, cái clip đó mình đẩy cho mọi người coi là chính là hàng của con chi có la sắp tới mình đưa về đó, là để cho mọi người chơi. Thì mọi người mà muốn tìm nuôi được, tìm những cái con mà màu tím á, thì mình có một một cái mẹo và kinh nghiệm như sau. Đó mọi người phải tìm thường thường nha, mua liền tại thiên nhiên thì không có, thật sự không có, tại mình cũng lấy từ Indo mà, hoang dã Indo về mà cũng đâu có đâu. Thì mọi người muốn chơi được cái dòng chi có lông màu tím mà mọi người thích á,
thì mọi người phải bắt từ những con F1 của những anh em mà lai tạo đẻ ra đó. Mọi người bắt tôi nói từ C3, C4, cỡ hai đốt ngón tay là cỡ C4 rồi. Hai đốt ngón tay là C4. Thì cỡ đó mọi người nên lựa này. Màu xanh, body của nó màu xanh nhưng cái càng của nó hơi chớm tím như cái clip này nè. Ini udang dari Sungai Fitri, Pak ya. Ekornya orange ya, Pak. Mọi người coi xong thấy không, cái clip đó là cái clip mà hàng mẫu mà bên Indo người ta gia công cho mình đó, là size nhỏ đó, nó sẽ đưa qua vậy đó. Thì mọi người sẽ lựa những cái loại vậy, mọi người về nuôi bằng nhiệt độ cho mình và mọi người đánh vô tomboy cho mình, chắc chắn luôn khi khi nó lớn nó sẽ ra được cái sắc tố màu tím rất là đẹp. Tại vì mình thử nghiệm được hai cặp đó, hai cặp mà một cặp đó thì nó ra gọi gọi kiểu chi á mọi người. Một cặp ấy lên chi là ba con nha, chứ không phải là màu nha, ba con. Có hai cặp gồm bốn con mà được ba con tím, một con nó là bút chì chứ không phải là nó con chi color. Về sau mình mới nhận biết được nó là thì ra là cái con chi color từ con bút chì ra, cho nên nó đã, bản thân nó là bút chì, nó không thể nào mà nó ra được cái con chi color đâu, trừ khi nó là chi color thôi. Nó bắt buộc mọi người phải nhớ cái xem là sẽ có cái phần càng của nó. Những con baby mọi người bắt nó về, mọi người phải cái phần càng nó có chuyển màu, có cái gen được chuyển chuyển biến hay không. Thì mọi người nhìn vô, à từ nhỏ nè mày là chi color rồi nè, hết chạy, mày hết chạy với tao rồi đó, là mình bắt con đó. Còn nếu mà từ nhỏ mọi người thấy nó màu xanh á, xanh hết cái càng càng cũng màu xanh luôn, thì hoặc là nó chưa biến đổi cái dòng chi á, thì chắc chắn với mọi người con nó sẽ là thuộc dạng bút chì. Nếu mà mọi người nuôi tốt á thì nó sẽ lên lưng tím, gọi là bút chì thân thân đồ. Hoặc là nếu mà cái tím sẽ sạm đi á, tím nó ít đi, cái gọi là hoa sam sơn đó. Cho nên mình chỉ cho mọi người cách cái mẹo nha, cái mẹo mà mình nuôi á nó là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp cho mọi người là mọi người nên nhớ nè, chơi tới cái dòng chi này là mọi người phải hiểu con chi color này lấy con chi color kia không có ra 100% chi color đâu, không bao giờ ra 100% chi color. Nó vẫn có những con bút chì hoặc bút chì này lấy bút chì này ra baby, nó vẫn sẽ có những con chi color. Nó không bao giờ, không có ai mà dám đảm bảo chắc chắn 100% một cặp chi tím về đưa cho mày nuôi đó, mày nuôi thoải mái đi, nó sẽ ra chi tím. Không có đâu, không có đâu. Bọn chi này là nó chơi theo kiểu chơi màu sắc, trừ khi nó là bút chì thôi. Mọi người hiểu không? Nó là bút chì chắc chắn là nó sẽ ra Thunderbolt, là lưng nó tím, cái càng màu xanh, nó là Thunderbolt. Nhưng mà cái chi color chi nó phẩm chất ngay từ nhỏ luôn, ngay từ C4 C5 nó là bắt đầu mọi người nhìn có thể thấy thấy nó là con này là chi nè, rồi con này là bút chì nè, người thấy nó rồi. Nhưng mà nó không có một cái quy luật nào mặc định là 100% sẽ ra như vậy, không có. Bây giờ mình nuôi mình đã đẻ biết bao nhiêu bầy, mà mọi người coi lại những cái clip mà 2019 trên cái kênh của mình á, mình đẻ mấy trăm con có biết bao nhiêu bầy chi color rồi, mình đưa ra thị trường cũng nhiều lắm. Mình tới, tới tới hiện tại tại sao không hiểu, tại sao mất tiêu hết không hiểu luôn. Mình đưa ra rất đưa ra thị trường dòng chi color tím nè, bút chì nhiều lắm mà tới giờ không có, mà vẫn phải đi lấy của Indo về về để chơi và làm giống. Tại vì mà cái lúc cái bầy chi color của mình á lấy á, là nó đã được thuần tại Việt Nam mấy đời rồi mọi người, mấy đời luôn rồi đó, ba bốn đời có đó. Tại lâu lắm rồi, mấy năm rồi, từ 2015 tới 2018, đâu 2019 đi, 2015 đến 2019 đi, 4 5 năm rồi là thuần mấy đời rồi. Mà lúc đó mình mới lấy về mình làm giống, mà mọi người thấy không, mình nuôi trong phòng lạnh cho ăn tôm bôi thì nó lại ra cái màu tím đẹp tuyệt vời vậy. Đáng lẽ hồi xưa đó là một cặp, mà do mình bị xui là hình như 3 tháng trước là cái con chấm của mình nó lột ngay lúc thời kỳ mà nó lột á, bị cúp điện đó. Mọi người coi tấm hình này nè đó, mọi người thấy không, xui không, nó lột ngay lúc nó cúp điện. Tại vì những con tôm lớn nó lột rất là cần oxy, nó lột ngay 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 bị cúp điện. Mọi người thấy không, lúc mà nó lột xong nó cái phần thịt mới của nó vẫn còn màu tím, vẫn tím luôn á, mọi người thấy không, nó tím tím hẳn luôn chứ không có một vết xanh nào đó. Mình cực kỳ buồn luôn, là chết con trống đó. Xong mình thấy chán, còn như con mái thì thằng cô em á, nó mới thấy qua thấy hơn mày tím đẹp quá thì để cho nó đi, thì mình share cho nó chơi. Thì tự nhiên hôm nay nó up lên group á, thì mọi người hỏi quá trời hỏi. Mà mọi người nhớ nè, con nó con mái thôi nha, con mái mà mọi người đã nhìn cái màu nó đã mê rồi, thì mọi người nhìn con trống như thế nào, mà con trống lúc nào cũng đẹp hơn mái chắc chắn 100%. Từ con gà, con cá hay con gì, con beta hay là những con cút nào, con trống cũng đẹp hơn con mái. Mà con mái mọi người nhìn đã cực phẩm như vậy rồi, thì mọi người chắc mà mọi người thấy được cái
cái thời huy hoàng mà cái clip giáp 4, giáp 45 của cặp Gigolo này ổn áp không mọi người. Mình đó, đó mình có để trên phần mô tả đó. Mọi người có thể ấn cho mô tả mọi người coi. Là mọi người mê luôn, đẹp lắm. Mà đúng thiệt. Mà ra cái dòng đó dành những member mới, người mới người ta chơi á, người ta nhìn vô ừ màu tím đẹp quá. Đúng rồi, ngay cả con cá thôi, ngay cả mình đây mình chơi tôm mình không nói, mình đừng nói giờ mình chơi cá đi, hay con cá lóc hay con cá gì mà màu tím thì mình mê không mê chứ. Ngay cả con chó mèo màu tím mà mình mê không mê chứ, nó lạ, con mắt cái màu sắc của mình nó thấy nó lạ và mình thích. Nhưng mà những người mà chơi về chuyên sâu á, mà chơi mà tiếp cận về nó nhiều quá thì người ta lại muốn nó màu chi nhiều, giống như cái bị Indo mình đưa về nè, chi mà chi đỏ đỏ tím, tại vì cái con chi đỏ tím á nó rất là lạ, nó giống mọi người á, nhìn nhìn thử nó có phải biết phân biệt với nó. Vậy có những người không biết, người ta nhìn vô nhìn ủa sao con này nó giống con Red Brick vậy, tại vì con Red Brick cũng là họ bộ xe bên này giống nó luôn, nhưng mà con Red Brick nó khác khác hoàn toàn với lại so với con chi. Khác là cái mé càng màu trắng, với lại con Red Brick á cái phần càng nó xung quanh này nó có cái gai, nó có cái gai mà con chi color nó không có đó. Cái vì những cái thay đổi nhỏ nhỏ vậy nó sẽ làm cho những cái nhà mà sinh sản nó nuôi đẻ, những bạn nuôi đẻ kích thích lên rồi ừ thì ra là mày khác biệt về về, về về cái này, nó khó nhận biết, làm cho nó, cái quá trình nuôi của người ta càng ngày càng nâng cấp lên. Còn những bạn mới chơi á nhìn vô một cái ôi con chi tím mà đẹp, công nhận đẹp không, mà thật sự nó đẹp thiệt, thật sự đẹp thiệt. Ngay cả mình làm ra nó ra màu như vậy nè mình còn thấy đẹp đúng không, mình còn thấy đẹp. Nhưng mà để làm được một tím như vậy á khó lắm người, thật sự khó lắm. Mình hồi nãy mình nói là mình có hai cặp mà chỉ được ba con tím, mà một con kia là cái con dính vô cái bút chờ làm không được, đúng nó là bút chờ mà sao ra tím được. Thì muốn chơi dòng này hết, cái này là kinh nghiệm nha mọi người, mình nên nhớ là mình kinh nghiệm của mình làm được mình share lại cho mọi người, chứ không có nhiều bạn nhiều lúc làm theo mà không được cho mừng cha mình nói mình thì cũng tội tội cho mình, tại vì mình kinh nghiệm mình thử coi mình làm như thế nào nó ra đúng thì nó ra đẹp, thì mình chia sẻ lại kinh nghiệm cho các bạn. Và các bạn nên nhớ nè, cái clip chapter 6 và chapter 45 cái thời gian mình nuôi nó hình như là lúc mà nó mới lấy về mình phải nuôi cỡ khoảng một năm mấy á, mười mấy tháng á, lột cỡ 3 lần nó mới ra được cái màu tím như vậy á. Mọi người nghĩ đây, dòng chi color này lúc mà sai to nó rất là lâu lớn, và cái quá trình mà chinh phục của nó quá quá cao, cho nên á đâm ra là cái dòng chi color là không hợp cho những bạn nào mà nuôi kiểu mì ăn liền, hoặc là nuôi kiểu tao muốn mày phải ra màu tím liền cho tao, hay là tao muốn mày nó phải như màu này màu kia, không có đâu. Đỉnh cao của những người mà chơi mà kiểu lâu dài á, đó là gì, là sự kiên trì, thứ hai là sự đột biến, thứ ba là cách chăm sóc nó, thay đổi màu theo ý muốn của mình mới là hay. Thực sự ngay cả mình hiện giờ mình chơi lâu như vậy đó, mình chỉ biết á, cái này là kinh nghiệm mình chơi gì, còn chưa lâu mình nhớ chấm xe lại cho mọi người thôi, còn những dòng khác mình chưa dắt. Có những dòng khác mình còn thua người ta, mình chơi trước người ta, nhưng mà mình nuôi á, quá trình mình nuôi mình cứ ăn mỗi cái tombow khác gì đâu. Còn người ta nuôi người ta cung phu lắm nha, người ta cứ ăn món này món kia ba bốn món, mình ăn một món mà tomboy thương phẩm mà rải lẹ nhanh gọn lẹ. Rồi người ta nuôi người ta chăm cho ăn rong, ngày nào cho ăn rong ngày hôm sau cho ăn tép luộc. Còn những người á người ta vô chơi luôn, tới nỗi tạo thức ăn luôn, tạo thức ăn cho con tôm nó theo ý muốn của người ta nữa, người công phu lắm. Thì những người chơi á dòng dòng chỉ có lo là mình nói cho mình khuyên thật, nếu mọi người chơi mà cứ vì thích cái màu nó muốn tao muốn mày phải ăn màu tím á, thì mình có kinh nghiệm ra sao mình chỉ lại mọi người, nhưng mà lâu lâu, cho nên á mọi người muốn chơi á mọi người phải tìm cái mẹo như mình á, lựa những con xe 3 4 cỡ vậy nè đó, cỡ thôi nó màu xanh, cái càng nó hơi chớm qua như trong cái clip mà hồi nãy mình đưa cho bạn coi đó, hơi chớm qua màu tím xíu thôi đó, bắt đầu mọi người phơm từ đó là ok. Mang lên phòng đánh nhiệt vô cho ăn tomboy đó, là bắt đầu nó sẽ chuyển qua màu tím trong thời gian lúc mà mình nuôi. Còn mà các bạn mà bắt từ những con size bự như như cái con mà chuẩn bị lôi Indo mình về đi, là những con màu màu chỉ con là màu đỏ tím đỏ bầm đỏ tím á, mình sẽ để lại một lần nữa cái clip cho mọi người coi. Đó, cái màu như vậy mà mọi người muốn chuyển qua cái màu tím mà như trong cái chapter 45 á, lâu lắm mọi người.
lâu lắm, tính bằng năm á mọi người. Thế tôi không có nói đùa đâu, tính bằng năm á. Tại vì cái thức ăn á, mọi người dồn cho nó ăn là nó tích tụ trong một quá trình đào tạo rất là lâu, chứ không phải kiểu ăn vô lột bùm cái là ra màu, không có đâu. Nó ăn nó phải dưỡng trong cái lớp giáp thứ hai của nó, cái hình thành thứ hai của nó bắt đầu mới lột. Còn mọi người xui nha, cái này tôi nói hơi xui thôi, mọi người xui á, nó chuẩn bị lột, nó bị kẹt hay là bị chết giữa chừng, mọi người tốn thời gian nữa. Cho nên á, tôi mới nói những anh em nào muốn chơi những con chi mà màu tím này nè, bắt những baby về nuôi. Tôi nói thiệt, tôi khuyên thật sự luôn, bắt baby về nuôi đi, chứ đừng có lấy từ cái con bự mình làm qua cái con màu này màu kia. Không khó lắm mọi người, lâu phải khó mà lâu lắm. Nhiều lúc su su chết chết giữa được giữa giữa chừng, mình mất hết, mất chì lẫn chài luôn, vừa mất tiền vừa mất tôm rồi mất luôn cái thời gian. Thà trong thời gian đó mọi người bắt lấy một cặp chi cò lò về, người làm giống đi, nó đẻ đẻ nó đóng baby đó mấy trăm con, mọi người nó la hồ mà làm. Theo kinh nghiệm của mình đó, mình chỉ cho mọi người cái mẹo đó, thì mọi người nuôi giống vậy, chịu khó. Ví dụ mọi người mà không có điều kiện đi chơi quạt, nó chơi quạt gắn cái quạt, hoặc là chịu khó bơm nước vô, mua cái cây khử cà lo của Thái á, cắm vô bơm nước vô, hụt nước thì bơm nước vô, hụt nước bơm nước vô, thử thử đi, chơi nhiệt độ cho an tâm thôi. Thì cái con chi cà lo sẽ mất đi cái một cái giác tố màu xanh vốn có của nó, thật sự mất luôn. Từ từ từ, nếu mà con chi cà lo nha, nó chỉ có hai trường hợp, mà một là chi ba ba trường hợp: chi đỏ, chi tím và con chi rainbow. Mọi người lên Google mọi người search đi, chi rainbow với lại con chi đỏ vẫn có, nhưng con chi tím không giờ có, không giờ có đâu. Tôi hứa mọi người, mọi người lên lên thử Google, mọi người coi thử đi. Ví dụ con chi con là màu tím đi, thì gần như gì các anh em Việt Nam mình có thôi. Thì mọi người nếu mà tím, mà tím mà cực phẩm á, cái anh em Việt Nam mình có thôi, ngoài ra không có đâu. Tại do nó hiếm lắm. Và thứ hai phải biết cách nuôi nó mới ra được đúng cái màu đó. Còn nhiều người lấy mình nuôi màu tím đi, mình nuôi bậy bậy bạ, nó đang qua tím đẹp, đưa cho mấy bạn nuôi, mấy bạn cho ăn, thương nó thì cho ăn thức ăn, nhiều loại thức ăn cho nó không ngán, bùm cái rồi xong nó quay lại cái màu cũ luôn, rồi mất hết tiền chài luôn, mất hết luôn, mất hết công sức luôn. Bây giờ mình mới nói á, cái con chi tím này nè, chơi bây giờ từ baby lên. Còn bây giờ mọi người mà hỏi bữa này quá trời anh em nhắn tin cho mình hỏi: ủa cái con chi tím này Indo anh có về không, em muốn cái con chi tím này nè. Thì mình mới lên cái clip này nè, nói cho mọi người biết con chi tím này hả, không có dụ mà từ Indo mang về, hay là từ Thái hay là từ Trung Quốc mang về mà nó tím vậy, không có đâu. Nó là tím này là do quá trình nuôi của từng người, thì mọi người hiểu không? Như mình là từng người, là mình nè, mình nuôi nó bốn con, ba con được một tím, mình chia sẻ kinh nghiệm cho của mình nè, hiện giờ mình nuôi cho mọi người để mọi người biết. Mọi người à, ông Thịnh ông nuôi vậy nè, mình sẽ bắt chước ổng đó, mình làm cái mô hình nuôi bắt chước ổng, mà mình cho ăn giống ổng, nhiệt độ giống ổng, nó rút gọn thời gian hơn, mình hiểu không? Nó rút gọn thời gian hơn, nhưng mà cái sản phẩm, kết quả mọi người mang lại á sẽ đạt được đúng như ý nguyện của mọi người. Còn những indoor mà mang về á, nếu mà có kiểu tím cực phẩm, bây giờ hình như là mình về cỡ ba bốn lô rồi mà chưa chưa có con nào mà tím cực phẩm mọi người. Nó tím mà kiểu tím nâu nâu, nó tím đỏ đỏ, nâu nâu đỏ đỏ vậy đó. Chứ không có kiểu tím tím như trong cái clip mà chapter 45 của mình đâu, không có, không không bao giờ tím khủng khiếp đâu. Bởi vì tự nhiên hôm nay mình ngồi chơi, tự nhiên có người gọi qua thằng hỏi chi hoài, cho nên mình mới làm cái clip gửi cho mọi người coi. Mọi người đó, mọi người muốn tìm hiểu ấn ứng vô cái chữ mô tả dưới đây nè, cái hình dấu hình chấm than á, mình gắn clip ở trển á, người ấn vô coi là cái chapter 6 nè, chapter 45 này, với lại cái cháp mà nó đẻ. Mình là hồi xưa mình làm con chiên đẻ nhiều lắm, đẻ khủng khiếp luôn, nó đẻ ghê lắm. Tại vì nó vì sao, nó đã sống tại Việt Nam mình ba bốn đời rồi, nó đẻ cái một mọi người đẻ dễ ẹc. Mình cứ gắn trên mô tả, mọi người ấn cho mọi người coi. Mọi người hiểu không, cái hồ 1m3 này nha, hồ 1m3 đó mình nuôi, mình bỏ vô năm con, ba trống hang mái, bỏ không chẳng có lọc luôn, không có một cái lọc luôn, nước đen thù lùi như nước cống vậy, bụi búa xua mà ôm trứng, bắt lên hai con ôm trứng ngọt ngào ngọt ngào đó. Hai con ôm trứng đó là chính là những cái con mà sau này nè màu tím á đó. Đó mọi người coi kỹ, thời gian đó cái càng nó hơi chớm tím thôi, nhưng mà cái lưng của nó màu xanh màu nâu, cái càng nó hơi tím thôi nha, mà màu xanh, mà cái lưng nó màu xanh với màu nâu. Bởi vậy mình cái mẹ mọi người muốn chơi một con chi tím á, phải lựa cái càng trước, cái càng và cái lưng của nó xanh, mà xanh này kiểu gọi là xanh gì ta, xanh gì nè, xanh đây nè, xanh màu này mọi người,
Trái này xanh gì không biết, nó xanh màu màu nè. Nó xanh màu đó nó sẽ dễ mình cho ăn tôm bao, nó dễ dễ đẩy bay đi cái màu đó và nó sẽ hiện lên cái màu tím từ từ, từ cái càng cho nó đó. Thì kinh nghiệm của mình á, có sao mình chỉ là cho các bạn như vậy. Thì các bạn thử đi, thử làm đi. Ok, tổng kết lại hôm nay Chicolo nó thuộc trong dòng họ Boseminae. Chicolo chính là con bút chì đột biến gây ra màu. Chicolo có thể thay đổi màu sắc theo thức ăn và nhiệt độ. Chicolo lai với Chicolo không chắc chắn 100% sẽ ra Chicolo giống màu bố mẹ, nó vẫn có thể ra được bút chì, và con bút chì ngược lại cũng như vậy thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ nói về rõ về cái con bút chì, nói rõ về cái con Chicolo cho mọi người hiểu về nó. Rồi, nếu mọi người thấy hay á, thì cho mình một like và một lượt đăng ký. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.